Dạ, thưa quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư bất động sản ở trong nước Việt Nam cũng như là quý cô chú anh chị Việt kiều đang sống và làm việc trên thế giới thân mến. Giới thiệu đến nhà mình, đây là 78 đường Hoàng Trồng và đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Thì nó nằm trên trục chính đường Phạm Văn Đồng. Thì Hùng biết rằng là có rất nhiều cô chú anh chị đang hướng về Nha Trang và mong muốn là sẽ mua cho mình một cái căn nhà hoặc là một cái lô đất có vị trí gần với lại bãi tắm như thế này. Nhưng mà nhiều cô chú anh chị ở xa, như là ở Hà Nội, Sài Gòn hoặc là ở đâu đó và ở bên nước ngoài, thì cũng không biết được là mình nên mua ở vị trí nào với lại con đường nào mà sát với lại bờ biển như thế này và sát với lại bãi tắm như thế này. Chính vì vậy á, hôm nay Hùng sẽ làm một cái video giới thiệu đến cô chú anh chị là top 5 con đường có vị trí sát với bờ biển và bãi tắm đường Phạm Văn Đồng, khu phía Bắc Nha Trang, để cô chú anh chị nắm được 5 con đường này. Và sau này là mình muốn mua nhà hoặc là mua đất sát với bờ biển và bãi tắm như thế này, thì mình có thể là nhắm mục tiêu vào 5 cái con đường này để cô chú anh chị mua được những căn nhà có vị trí gần với lại bờ biển, gần với lại bãi tắm đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Lý do vì sao Hùng ưu tiên lựa chọn làm những video ở phía Bắc Nha Trang, thì câu trả lời của Hùng đó chính là vì sao ạ? Là vì thì câu trả lời của Hùng đó chính là vì với tài chính khoảng từ 3 cho đến 6 tỷ, cô chú anh chị có thể mua được cho mình một cái căn nhà vừa phải hoặc là đẹp đẹp, có vị trí gần với lại bờ biển, gần với lại bãi tắm ở đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang như thế này. Thì hôm nay á, là Hùng sẽ đầu tiên là việc đầu tiên Hùng sẽ review cho mình là nguyên cái dãy bờ biển này á, từ đâu cho đến đâu, để mình biết được là cái bờ biển và bãi tắm này nó từ vị trí nào cho đến vị trí nào. Sau đó Hùng sẽ đi vào từng con đường một. Thì trong quá trình đó thì bây giờ là Hùng sẽ điểm danh cho cô chú anh chị 5 con đường mà Hùng muốn giới thiệu cho mình hôm nay. Thì đầu tiên là con đường Bắc Sơn. Con đường Bắc Sơn đó là đường chính á. Còn trong Bắc Sơn thì nó sẽ có những con đường phụ nữa. Rồi tiếp theo là con đường Thạnh Thất. Rồi đường Thạnh Thất tiếp theo là tới đường Hòn Trồng. Và đường Hòn Trồng tiếp theo là nó sẽ tới đường Cao Văn Bé. Và cuối cùng là đường Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang của mình. Đó là 5 con đường mà Hùng sẽ điểm danh và review cho cô chú anh chị trong buổi hôm nay. Thì rất mong được cô chú anh chị yêu mến, ủng hộ và like share, chia sẻ video này để nhiều cô chú anh chị muốn mua nhà, mua đất gần biển ở Nha Trang á, thì biết được là nên chọn vị trí nào, con đường nào. Về giá cả thì Hùng sẽ cập nhật từng tuyến đường sau. Sau này Hùng sẽ review từng một cái con đường, rồi Hùng đó sẽ cập nhật từng giá cả và nói cho cô chú anh chị biết rằng là mình cần bao nhiêu tiền để mua trên con đường đó nha. Vâng, thì Hùng làm YouTube là với mong là cũng giúp ích được cho cô chú anh chị, và cũng mong là mình kiếm được một chút tiền YouTube để mình đổ xăng đi lại review cho cô chú anh chị. Thì một cái 1.000 view ở Việt Nam thì nó không có bao nhiêu tiền cả. Những cô chú anh chị mà ở bên nước ngoài như là bên Mỹ mà xem video nhiều á, thì Hùng càng được nhiều tiền. 1.000 view thì đâu đó khoảng là 3 đến 5 đô gì đó. Thì nếu mà cô chú anh chị ở bên Mỹ mà có xem video này á, thì cày view nhiều nhiều dùm một xíu để Hùng có một ít chi phí đổ xăng và đi review cho cô chú anh chị. Thì đây là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ và yêu mến của video với lại kênh YouTube Hùng của Tỷ Phú của Hùng. Thì bây giờ Hùng sẽ bắt đầu việc đầu tiên là Hùng sẽ review cái con cái bờ biển này, từ việc bãi tắm này cho đến hết cái bãi tắm này. Sau đó Hùng sẽ đi vào từng con đường một để cô chú anh chị biết được là con đường nào mình nên mua nhá. Đó thì phía trước của mình đây là sẽ là khu vực là Hòn Trồng, còn gọi là Vịnh Nha Trang. Ở xa xa kia là
có cái Hòn Chồng đó cô chú anh chị. Đây là Hòn Chồng nè, đó, khu du lịch nổi tiếng của Nha Trang của mình. Đó, và điểm đầu của nó sẽ là ngay tại Hòn Chồng ở đây. Chờ một xíu Hùng gắn cái mic vào á. Điểm đầu của nó sẽ là tại Vịnh Hòn Chồng. Đó, đây là bãi tắm Vịnh Hòn Chồng. Và điểm cuối nó sẽ nằm ở cuối cái đầu đường, cuối cái Bắc Sơn, đầu đường Bắc Sơn á cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ Hùng sẽ đi dọc theo bờ biển và bãi tắm này đến kết thúc cái bãi đầu bên kia. Đó, rồi sau đó Hùng sẽ điểm danh từng cái vị trí một, con đường một cho cô chú anh chị nhé. Nào chúng ta còn đi thôi. Trước khi xe bắt đầu thì cô chú anh chị hãy nhấn một cái nút like cũng như là một cái chia sẻ video này lên trên các trang mạng xã hội của mình hoặc là trên Zalo, Facebook trong hội nhóm của mình để cho nhiều cô chú anh chị biết được rằng là muốn mua nhà gần bãi tắm ở Nha Trang khu vực phía Bắc thì nên chọn con đường nào nhé. Vâng, cảm ơn cô chú anh chị. Nào chúng ta cùng đi thôi. Giới thiệu đến nhà mình, đây là bãi tắm đường Hòn Chồng phía Bắc Nha Trang nhé. Đó, nếu mà muốn mua nhà mua đất là mình phải mua vị trí gần với lại bãi tắm này. Nó sẽ có những vị trí là gần biển nhưng mà nó không gần bãi tắm cô chú anh chị. Để Hùng đi xuống đường ấy, trên đây là lối đi bộ của nhiều cô chú anh chị đi bộ. Đó, ví dụ như cô chú anh chị mua ở bên khu dân cư mà đường rẽ phường Vĩnh Hòa thì nó chỉ là gần biển thôi chứ còn không gần bãi tắm. Thì từ khu dân cư đường rẽ Vĩnh Hòa thì đi ra bên bãi tắm này thì tầm khoảng 1,5 km đến 2 km. Đó. Chiều chiều là người dân Nha Trang với lại là nhiều cái khách du lịch đó, người ta về đây người ta tắm biển ngay tại vị trí này. Ở phía Bắc thì giá nhà giá đất nó rẻ hơn ở phía Nam Nha Trang. Thì hôm nào Hùng rảnh Hùng sẽ làm một cái video nên mua nhà mua đất gần biển ở phía Nam Nha Trang ở vị trí nào để cô chú anh chị lựa chọn nha. Hùng biết là có rất nhiều cô chú anh chị muốn mua nhà nhưng mà mình ở xe mình không có rành Nha Trang. Thì chính vì vậy Hùng mới sản xuất ra một cái video như thế này. Mong là cô chú anh chị được đón nhận, ủng hộ, like, share, chia sẻ giúp Hùng. Cô chú anh chị ở nước ngoài xem video của Hùng thì video của Hùng mới được nhiều tiền YouTube. Đó. Đây là bãi tắm của mình nè, đây là vị trí trung tâm giữa bãi tắm ngay tại đường Hòn Chồng nè cô chú anh chị. Đây là tuyến đường Hòn Chồng. Đó, đây là tuyến đường Hòn Chồng. Tuyến đường Hòn Chồng, còn đây là ngay tại trung tâm bãi chào tắm đường Phạm Văn Đồng ở phía Bắc Nha Trang của mình ngay tại khu vực này. Đó, chỗ mà để nhiều xe ô tô như thế này. Nếu mà cô chú anh chị ở Mỹ thì có xem video là xem nhiều nhiều một xíu, hoặc là không xem thì mở video để cái video của một ngày cái view một xíu để Hùng có một chút tiền đổ xăng rồi Hùng đi review cho cô chú anh chị, tạo thêm nhiều cái giá trị và giúp được cho cô chú anh chị phần nào cô chú anh chị nhé. Đó, Nha Trang thì là một cái thành phố rất là đẹp và rất là xứng đáng để cô chú anh chị làm nơi dưỡng già nghỉ hưu. Đó. Ở Nha Trang là thu hút rất là nhiều người có tính thiện lành cũng như là nhiều cô chú anh chị là có tính cách ôn hòa, thân thiện, friendly. Bởi vì Nha Trang đó là một cái thành phố thân thiện nên là thu hút được những con người thân thiện. Đó, đây là bãi tắm của mình. Hai cái tuyến đường mà gần với lại bãi tắm nhất chính là đường chính là con đường Hòn Chồng và con đường Trạng Thất cô chú anh chị nhé. Mai mốt Hùng sẽ làm cái video là cần bao nhiêu tiền để mua được nhà và đất ở trên những cái tuyến đường gần biển gần bãi tắm như thế này. Đây là đầu đường Đặng Tất nè cô chú anh chị. Đó. Ráng chờ xíu, không đang chờ đèn đỏ nè. Chờ có đèn đỏ rồi. Đây là vị trí trung tâm đầu đường Đặng Tất nè cô chú anh chị. Bãi tắm của mình nó sẽ ra hết tới cái đoạn này.
bãi tắm của mình nó sẽ bắt đầu hết ngay tại vị trí đây cô chú anh chị ạ. Đây là đến bãi tắm của mình là nó sẽ tới vị trí này là kết thúc nè. Thì vị trí này là ngay từ đây qua nhìn qua đến cái chỗ bến Vịnh Nha Trang Hòn Chồng đó, và ngay đối diện bên đây là trường cao đẳng du lịch, trường đại học du lịch Khánh Hòa đó. Và đi qua bên miếu qua bên kia một xíu là tới đoạn đường Lãng Tách. Thì bây giờ Hùng sẽ đi vào con bắt đầu vào tiếp phần 2, đó là vào cái con đường, những con đường có vị trí gần với lại bãi tắm của mình đó. Hôm nay là mình chỉ tính là gần bãi tắm thôi nha cô chú anh chị, không có tính là gần biển mà phải gần bãi tắm à. Thì Hùng sẽ định chỉ điểm danh những con đường có vị trí là gần với lại bãi tắm thôi à. Hùng biết rằng là có rất nhiều cô chú anh chị yêu Nha Trang và chỉ về Nha Trang là đến gần ở với lại bờ biển và bãi tắm thôi, chứ không muốn đi xa. Nếu mà đi ra ngồi ô Nha Trang chắc chắn là cô chú anh chị sẽ không đi. Nên là Hùng chỉ làm những video mà có vị trí gần biển và gần bãi tắm thôi à. Xin giới thiệu với cô chú anh chị con đường mà có vị trí gần với lại bờ biển và gần với bãi tắm, nhưng mà nó cũng ít gần với bãi tắm nhất, chính là con đường Bắc Sơn à. Đây là con đường Bắc Sơn Nha Trang. Thì trên con đường Bắc Sơn này nó sẽ có những cái đường đi lối rẽ à, nó sẽ có những cái nhánh khác nhau. Thì trong những cái nhánh đó nó có cái, những cái căn nhà cũng như là những cái lô đất giá nó sẽ rẻ hơn và mềm hơn đó. Thì cô chú anh chị có thể lựa chọn vào những cái nhánh rẻ này đó. Còn hôm nay thì Hùng sẽ đi vào những cái con đường chính thôi. Đây xin giới thiệu với cô chú anh chị Bắc Sơn và Phạm Văn Đồng. Thì chắc chắn là ngoài mặt tiền đường Bắc Sơn này thì có thể là nhiều cô chú anh chị sẽ không có đủ cái tài chính. Nếu mà không đủ tài chính thì mình phải đi vào những cái con đường và những cái lối rẽ của con đường Bắc Sơn này đó. Thì có thể là mình sẽ đi vào cái lối rẽ bên này đó. Bên này là nó trong cái lối rẽ này nó sẽ có, đây là cái lối rẽ là ngay chỗ khách sạn Osuba này đó. Trong cái lối rẽ này sẽ có nhiều cái lối rẽ khác và nó có vị trí gần với lại bãi tắm cũng như là gần biển, và được rất nhiều cô chú anh chị ở trong nước Việt Nam cũng như là nhiều cô chú anh chị ở nước ngoài người ta thích đó. Thôi thì nếu đã đến đây thì thôi Hùng cô chú anh chị ráng, nếu mà có thời ráng xem thì Hùng sẽ ráng review ạ. À, Hùng sẽ review lại một lần nữa để cô chú anh chị thấy. Hôm trước thì Hùng có đã làm rồi nhưng mà chắc có thể là chưa có chi tiết lắm. Thì hôm nay Hùng sẽ tập trung vào những cái con đường mà có vị trí gần với lại bờ biển, gần với lại bãi tắm luôn nha. Gần bãi tắm thôi chứ không phải gần bờ biển à. Đây là sẽ có những căn nhà. Những căn nhà này nó nằm ở gần với lại bãi tắm và có hướng là nhìn ra, hướng nhìn ra view biển luôn đó. Nếu mà căn nhà của mình được xây khoảng từ 3 đến 5 tầng là mình sẽ được nhìn thấy view biển, và view biển rất là đẹp à. Phải vượt qua được cái căn trường đại học này thì mình sẽ thấy được view biển cô chú anh chị ạ à. Đây là Hùng sẽ review kỹ kỹ trong này một xíu nha à. Trong này nó sẽ có đường lối rẽ Bắc Sơn này, nó kỹ, nó rất nhiều nhánh nên là Hùng phải review kỹ kỹ một xíu à. Những căn nhà này thì nó không có được view biển nhưng mà nó gần lên bãi tắm, không có view biển nhưng mà nó sẽ gần với lại bãi tắm đường Phạm Văn Đồng cũng như là đường Hòn Chồng cô chú anh chị ạ à. Đây là những căn nhà mà có vị trí gần với lại bãi tắm nè à, cách bãi tắm thì tầm 150 đến 200 mét thôi. Con chào chú, cho con quen xíu. Dạ con đi đi. Dạ con cảm ơn chú.
Này, con đường này là trong này là khu dân cư, người ta ở đây là với mục đích là gì ạ? Gần biển. Những cô chú anh chị này là về đây của ở xe về đây mua những căn nhà này là có với mục tiêu của cô chú anh chị đó là gần với lại biển và bãi tắm. Có những người không đủ điều kiện thì người ta sẽ gần biển, còn những cô chú anh chị mà không những cô chú anh chị mà đủ điều kiện thì người ta sẽ gần với lại bãi tắm. À, đây là thông ra Bắc Sơn nè. À, bây giờ sẽ đi vào bên trong này. À, mình mua nhà để ở, mục đích để ở thì mình cũng không cần phải là mặt tiền đường làm chi, mình đi vào trong những cái hẻm này, miễn là nó gần với lại bờ biển và gần với lại bãi tắm là ok rồi. À, trong này nó có nhiều đường đi lối rẽ để cô chú anh chị xem, nên là Hùng sẽ đi nó hơi lâu một xíu. À, sẽ có những lô đất và những căn nhà ở đây để cô chú anh chị mua nó gần với lại bãi tắm nhé. Trong này là có mấy cái lối rẽ luôn. À, có cái mặt đường ở ngoài nãy mình mới vừa đi là nó nhiều, nó gần với lại bờ biển nhất. À, hello hello, tránh ra cho chú đi qua chút. À, chú chào con. À, con đường này là con đường mà nó gần với lại bờ biển, và tuyến đường này là nó sẽ có những cái căn khách sạn mini. Đó, khách sạn này là nó có vị trí là hướng biển, mà cho thuê khách sạn cho thuê ở đây thì không thấy cho nhìn chung là cũng không có hiệu quả lắm. Đó. Hôm nay mình chỉ xét đến là gần với lại bờ biển thôi, còn giá cả như thế nào thì để đợt sau nhé. Đợt sau mình sẽ làm cho cô chú anh chị là cần bao nhiêu tiền để mình mua được những căn nhà và những lô đất trên gần với bờ biển và gần với bãi tắm trên tuyến đường này. Thì hôm nay là Hùng chưa có nghiên cứu kỹ về cái giá, nhưng mà với tầm 4 đến 5 tỷ là cô chú anh chị có thể mua được ở đây rồi rồi. À, nhà nhỏ nhỏ. À, mình chỉ đi vào những con đường chính thôi, đường phụ thì bỏ qua. Đây, ở đây nó có một con đường đi qua bên thông qua bên đường Đặng Tất hoặc Củ Chi nè. À, con đường này cũng được nè, nó gần với lại bờ biển, gần với bãi tắm luôn. Ba con đường mà có vị trí sát với lại bờ biển nhất đó là con đường Đoàn Trần Nghiệp, sát với bãi tắm chứ, Hùng hay bị lộn giữa bãi tắm và bờ biển. Ba con đường sát với bãi tắm nhất đó là đường Đoàn Trần Nghiệp, đường Đặng Tất và đường Hồng Châu. Đó, đây là Đặng Tất này cô chú anh chị. Đó. Nãy giờ là mình vẫn đang trong mục tiêu là đường Bắc Sơn, nên là mình phải đi trong Bắc Sơn trước cái đã, sau đó mình mới đi vào những cái con đường khác. À, mình cùng đi một vòng cho nó cô chú anh chị dễ hình dung. Trong này cũng có khách sạn đó. Khách sạn ở đây thì cũng không hiệu quả lắm đâu. Rồi, trong đoạn này thì nó có nhiêu đây thôi, không có nhiều lắm. Nó có một số con đường nho nhỏ và những căn nhà thôi. Đây là lối rẽ thứ nhất ở đường Bắc Sơn cô chú anh chị nha. Rồi mình sẽ đi tiếp một cái lối rẽ khác nữa. Cô chú anh chị ráng kiên nhẫn đợi Hùng một xíu nữa nha. Hùng sẽ làm review chi tiết cho cô chú anh chị. Mặt tiền đường này thì giá bao nhiêu? Mấy bữa Hùng thấy có một cái lô đất bán mặt tiền đường này nó rơi vào tầm khoảng là mặt tiền đường này.
nó rơi vào khoảng tầm 180 mấy triệu á, để Hùng coi lại, kiểm tra lại cho Hùng chút. Và cô chú anh chị thân mến, Hùng thấy là trên đường này nó có một cái lô đất là 501 mét vuông và có giá bán là 48 tỷ 500 triệu. Thì Hùng tính nhẩm ra là 96 triệu 806 ngàn đồng một mét vuông. Cô chú anh chị ạ, đó, trên tuyến đường này. Thì đường Bắc Sơn nó cũng là một con đường có vị trí gần với bờ biển thôi, chứ cũng chưa có sát bãi tắm lắm. Anh Hùng đứng xếp cái con đường này nó ở vị trí thứ tư nha, thứ năm. Đó, mình sẽ từ cái vị trí thấp nhất cho đến vị trí cao nhất. Đây, trong đây này nó sẽ có con đường nhà thờ. Trong Bắc Sơn này nó sẽ có một cái lối rẽ, bên này là một cái lối rẽ nữa, nãy thì là một cái lối rẽ rồi, giờ đây là lối rẽ thứ hai này của đường Bắc Sơn này. Đó, nếu mà không có điều kiện ít thì mình có thể lựa chọn trong những cái lối rẽ này, nhưng mà chỗ này thì nó hơi xa phải tắm một xíu. Đây là con đường nhà thờ, thì ở đây là con đường Hùng thấy là nó cũng rất là rộng và ô tô đi ra đi vào nó cũng thoải mái. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mua trên con đường nhà thờ này cũng ok nè. Chứ còn nếu mà mình vào những cái nhánh rẽ của đường nhà thờ này thì nó cũng hết ok rồi, bởi vì nó là nhánh thứ hai rồi. À, với mong muốn là có thể hỗ trợ được cô chú anh chị biết là mình nên mua nhà ở vị trí nào để cô chú anh chị nắm được. À, con đường này là Bắc, điểm đầu là Bắc Sơn, điểm cuối là đường này là đường gì? À, điểm cuối là đường Đặng Tất cô chú anh chị. À, đây là đường Đặng Tất. Đặng Tất cô chú, ở phía trước là đường Đặng Tất. Đó, mình sẽ quay lại nhé. Quay trước ra. Mục tiêu của mình đó là mục tiêu của mình hiện tại bây giờ đang là đường Bắc Sơn, nên là mình phải đi cho hết cái con đường Bắc Sơn này đấy đã. Đó, con đường nhà thờ này nó có hai hướng chính, một hướng là hướng bắc, một là một hướng là hướng nam, một cái là hướng tây. Thì bên tay phải của Hùng á là sẽ là hướng tây, bên tay trái của Hùng á là hướng đông, cho một bên là hướng đông, bên hướng tây. Thì cô chú anh chị nếu mà thích biển á, và thích view biển á, là mình có thể lựa chọn là hướng bên tay phải của Hùng, ở lòng bên tay trái của Hùng, để nhìn xuống là mình thấy được view biển của chú anh chị ạ. Đó, nếu mà xây khoảng 7 tầng là mình có thể thấy được view biển rồi. À, mai mốt Hùng sẽ nghiên cứu kỹ cái giá từng tuyến đường một để Hùng chia sẻ đến cô chú anh chị, để mình biết được là cần bao nhiêu tiền để mình mua được một cái căn nhà hoặc là một lô đất có những vị trí gần như thế này. Đi qua đây là nó càng con đường này nó dài khoảng tầm 1,5 km đến 2 km của chúng á, nên nó là càng đi về phía này là sẽ càng về phía xa biển. À, nếu mình muốn ở thành dân bản địa thì mình về phía bên này. Ở đây là hết cái đoạn đường Bắc Sơn rồi cô chú anh chị. À, đây là qua tới đoạn đường 2 tháng 4 Nha Trang rồi. À, đường Bắc Sơn này nó cũng chỉ có hai đến ba cái nhánh rẽ thôi, không có nhiều nhánh rẽ lắm. Mình sẽ đi ra lại nha. Rồi tiếp theo mình hết cái con đường Bắc Sơn này, mình sẽ đi tới con đường tiếp theo. Đường tiếp theo sẽ là con đường Đặng Tất.
Để Hùng cập nhật cái giá rồi sau chi tiết xong đó rồi Hùng sẽ làm lại giới thiệu đến cô chú anh chị về cái giá từng khu vực từng vị trí. Hôm nay là mình chỉ có xem những cái con đường nào nó ra ở gần với lại bờ biển thôi, gần với lại bãi tắm thôi nhé. Ở trong này thì nó còn một con nhánh nữa nè. Ok, nó sẽ còn một cái nhánh rẽ nữa. Trên đường Bắc Sơn này còn một cái nhánh rẽ nữa. Đó là đường Hải Nam. Đường này là tên Hải Nam đúng không? Đó, thì mình sẽ đi vào trong cái nhánh này. Nhánh đường này nó cũng rộng và nó cũng có hai hướng, một cái là hướng đông và một cái là hướng tây. À, hướng đông là nằm bên tay phải của Hùng và hướng ta lộn hướng đông là bên tay trái của Hùng và hướng tây là bên tay phải của Hùng. À, thì con đường Hải Nam này nó sẽ thông với lại một con đường nữa, đây là đường chắc là đường Củ Chi cô chú anh chị. À, đường Củ Chi thì nó không có gần với lại bãi tắm nhưng mà nó chỉ gần với lại bờ biển thôi. À, đây là đường Củ Chi nè, đúng rồi, chính xác Củ Chi luôn. Mình sẽ đi vào lại trong con đường Hải Nam này nhé, để mình không rời xa mục tiêu của mình là đường Bắc Sơn. À, con đường Hải Nam này cũng rộng đấy cô chú. Mình có thể mua những cái căn nhà nhỏ như thế này này. Đó, đây là những căn nhà mà nó cũng gần với bờ biển và bãi tắm luôn. Từ đây mà đi ra bãi tắm thì có mấy trăm mét, có 200 đến 300 mét thôi. À, nãy giờ thì mình đi qua ba cái con hẻm thôi, trên đường Bắc Sơn này thôi. Đường Bắc Sơn này nãy giờ mình đi con ba cái con hẻm, còn những con hẻm kia nó nhỏ quá nên là Hùng cũng không có đi. Mình đi những cái hẻm lớn lớn luôn. À, ít tiền thì mình sẽ mua vào những cái con hẻm nhỏ cô chú anh chị nhé, còn nhiều tiền hơn thì mình mua sát biển hơn. À, có càng ít tiền thì mình càng xa với bãi tắm một xíu, còn càng nhiều tiền thì mình sẽ càng gần với lại bãi tắm một xíu. À, Bắc Sơn này nó có một con đường là đường xa biển nữa nè. À, thì ra xa biển này để Hùng review cho cô chú anh chị luôn. Anh thấy là ba nhánh rồi đúng không? Đây đường xa biển này là một hướng nó sẽ đi về bên Củ Chi và một hướng là sẽ đi về bên Đặng Cất. À, thì con hẻm này là cũng Hùng thấy nó rất gần với lại bãi tắm luôn nè. À, đây là cô chú anh chị có thể ưu tiên lựa chọn cái hẻm này. À, bán nhà trọ địa chỉ là 8C hẻm Bắc Sơn Vĩnh Hải. À, diện tích 162 m, để Hùng gọi coi hỏi xem sao nha. Nhà trọ đó sau này mình đập ra mình xây một cái nhà mới của mình ở, không cần phải làm nhà trọ chứ, trên cái mệt đó đau đầu phức tạp lắm cô chú. Anh để Hùng đi qua đến đây rồi xong Hùng tới Hùng hỏi cái nhà trọ đó bao nhiêu, giá bao nhiêu tiền nha. À, đây là hướng này cô chú anh chị ra tới Củ Chi nè. À, Củ Chi này là đi thẳng khoảng đoạn này là đoạn dành cho du lịch và dịch vụ nè cô chú anh chị ạ. Nó đi thẳng khoảng 200 m là mình ra tới bờ biển đường Phạm Văn Đồng luôn. Đó. Đó, nếu mà cô chú anh chị mua á, thì là mình gần biển nhất là Hùng có thể ưu tiên, Hùng xin đề xuất với cô chú anh chị là mình có thể lựa chọn con đường xa biển này. Đó, đây là đường xa biển nè. Đó. Đường xa biển nó có một cái hướng bên này nè. Đây là cái hướng hướng bên tay phải. Bây giờ là mình đi bên tay phải này. Nó sẽ nhìn xuống dưới lại bờ biển nè. Nếu mà cô chú anh chị mua một cái lô đất nó lớn lớn đó, thì mình có thể xây một cái căn nhà cao như thế này thì mình sẽ nhìn được thấy view biển luôn. À, đường xa biển này. Bên này nó có một cái bảng là bán nhà trọ nè cô chú anh chị, để Hùng hỏi xem là cái giá bán rồi nó như thế nào, có nhà trọ đây có số điện thoại này cô chú anh chị. Bán nhà trọ địa chỉ là 8C hẻm Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, diện tích 162,9 m,
liên hệ là 0905 903 469. Giờ Trúc không gọi điện không hỏi cái đã. Coi ở đây giá như thế nào. Nhà trọ thì chắc mình bỏ mình không lấy đâu, mình chỉ lấy cái đất thôi. Nhà thì chắc chắn là trọ, chắc chắn là nó đã cũ rồi. À, 0905 0905 903 903 469 469. Không biết là căn nhà trọ nó nằm ở đâu. Chắc là cũng gần gần đây thôi. À, cô chú anh chị có thể hỏi và hỏi thử nhé. Nhưng mà Hùng, nếu mà được thì Hùng sẽ đi vào xem luôn. À, cô ơi, chú ơi, con thấy chú có bán cái nhà trọ ngay chỗ đường hẻm 8C Bắc Sơn Vĩnh Hải á. Thì nhà mình bao nhiêu phòng vậy cô? 13 phòng hả? Cô bán giá bao nhiêu rồi cô? 5 tỷ 7 hả cô? Nó có gần với lại cái chỗ mà cô để cái bảng không cô? Không, tập chim dần qua hả cô? Dạ, để con coi nữa. Đây. Rồi cô có thể cho xem một xíu được không cô? À dạ, vậy thôi hẹn con sáng mai con nhé. Sáng mai con gọi lại. Dạ. Một 162 mét. À, 62 mét, giá 5 tỷ mấy cô chú anh chị. À, thì để mai Hùng review xem thử xem sao. Nếu mà mặt tiền đường này thì ngon, nhưng mà nếu mà nằm ở trong hẻm thì thôi, cho thuê phòng trọ. Này cho thuê phòng trọ. Được rồi, để mai Hùng sẽ review cho cô chú anh chị. Hùng tranh thủ làm nhanh cho để đổ nữa, trời tối mà không thấy gì hết. Đó, đây là một cái hẻm này là sẽ có một cái hẻm bên kia đẳng cấp. À, bây giờ là mình sẽ đi ra bên đây. 162 mà nếu mà nằm ở mặt tiền đường sau biển mà sửa chữa lại là mình làm một cái căn nhà cũng rộng rãi và cũng gần với lại bãi tắm luôn đó cô chú. À, mình đập hết cái trọ đó ra đi, mình xây một cái căn nhà mới. À, mình bỏ cái xác này, mình lấy cái đất thôi. À, mình tính là tính đất thôi. Nãy nói 5 tỷ 2, 5 tỷ rưỡi gì để Hùng đang nói chuyện, Hùng quên mất tiêu, không có tập trung. Nhưng mà có trong tầm 5 tỷ của chú anh chị. Đó, giờ mình sẽ qua Bắc Sơn nha. Hết Bắc Sơn rồi, đó, đây là đoạn Bắc Sơn nè, với lại Phan Văn Đồng nè. Đó, đây là nó không có gần biển lắm. Cái đoạn đó chỉ gần biển thôi, chứ còn bãi tắm thì nó nằm ở tít bên này. Qua cái đoạn bên này nè, cô chú anh chị. Bãi tắm là bắt đầu từ cái đoạn vị trí ngay cái bảng này nè. À, ngay chỗ cái bảng màu vàng vàng ấy, chỗ cái trụ tròn tròn này nè. À, là bãi tắm của mình nó nằm từ điểm đó qua đến đoạn bên này là Bắc Sơn, là vị trí này là rất gần sát bờ biển luôn. Đó, đây là sát bờ biển. Mặt tiền đường Bắc Sơn này thì ở lộn đẳng cấp này chứ thì nó cũng nhiều tiền lắm cô chú. Đoạn đẳng cấp nè. À, đây là sẽ đi vào đẳng cấp, đoạn đầu là sẽ có những cái căn khách sạn cũng như là những cái dịch vụ phục vụ cho khách du lịch. Đi qua hết khoảng tầm 100 mét là mình sẽ thấy nó hết cái du lịch của chúng chị. Trong này là nó sẽ có một những cái con hẻm. À, hẻm này là hẻm đẳng cấp nè. Đây là hẻm sau biển. Sau biển này là nó một bên là kết nối với lại Bắc Sơn với lại Củ Chi, còn một bên là đẳng cấp với lại Củ Chi, đẳng cấp với lại Bắc Sơn chứ. Ở đây là có mấy căn nhà, nó có hai hướng nè. Thì hôm trước không có làm cho cô chú anh chị rồi, nhưng mà hôm nay là với mục tiêu của mình là hôm nay là mình target gần sát với bãi tắm luôn. Đó, nên là không chỉ lựa chọn những bãi tắm thôi.
xa biển nè cô chú anh chị, đường xa biển này cũng rất gần với lại bãi tắm nè. Chắc chắn là nhiều cô chú anh chị ở xa mình không có biết được con đường nào là ở vị trí gần biển, gần bãi tắm nên là Hùng làm video này. Đây cô chú, ra đây là hẻm Bắc Sơn nè. Hẻm này là sao biển với lại Bắc Sơn. Và đi khoảng tầm 200m là mình ra tới biển nè. Ở đây nó sẽ có những căn nhà hướng đông và hướng tây. Là những căn nhà mà có vị trí gần với lại bờ biển. Ai mà thích view biển là mua những căn hướng đông. Hướng đông là hướng ra biển, còn hướng tây là hướng lên núi rồi. Thời tiết bây giờ mưa mất tiêu rồi. Ở đoạn này là nó có những cái căn khách sạn nè. Ở đây nó có khách sạn La Casa to lắm. Có tiền thì mình hãy mua mặt tiền đường, còn không có tiền nhiều thì mình tài chính không đủ thì mình mua những cái trong hẻm. Ở đây là đường Đặng Thất, đường Đặng Thất này nó dài khoảng 1 km thôi. Đường Đặng Thất này nó có ít có cái hẻm, nó chỉ có 2 hoặc 3 cái hẻm nhỏ thôi, không nhiều lắm. Đến đoạn này là đoạn đầu đường 2 tháng 4 nè, điểm đầu của nó là Phạm Văn Đồng, điểm cuối là 2 tháng 4 đó, thì nó sẽ có vào trong hẻm này. Ở đây là có một cái con hẻm, hẻm này là hẻm Đặng Thất đó, thì ở ngoài là nó sẽ nhỏ, nhưng mà đi vào bên trong này là nó sẽ có cái to. Từ cái con hẻm này mà đi ra, bờ biển và bãi tắm thì nó cũng chỉ có tầm 500 đến 600 mét gì đó. Trong cái hẻm này nó rất là rộng, và hẻm này là nó sẽ thông qua hẻm Đặng Thất này, nó sẽ thông qua với lại đường Bắc Sơn này. Đây là những con hẻm có vị trí cũng gần với lại bờ biển và bãi tắm này. Mình đi ra những cái con hẻm chính thôi. Trong cái con hẻm này nó sẽ có những con hẻm phụ nữa, nên là mình không đi vào hẻm phụ, mình đi vào hẻm chính thôi. Điều này là nó sẽ thông qua Bắc Sơn nè cô chú anh chị. Đây là thông qua đường Bắc Sơn nè. 90 Bắc Sơn, bên kia là phải 90 Bắc Phơ Sơn nè. Tới đây là đoạn nhà thờ rồi. Mình sẽ đi vào lại cái con hẻm này. Mục tiêu target của mình hiện tại bây giờ là đang là đường Đặng Thất, nên là những cái con hẻm ở trong Đặng Thất này mình phải đi hết để cô chú anh chị nắm được nha. Trời đang mưa rồi cô chú ạ. Em mưa nên là cố gắng không làm cho nhanh rồi nghỉ. Em mưa là không quay phim được. Trong con đường này nó sẽ có những cái nhánh khác nhau, gọi là sẹt. Mình có điều kiện thì mình chỉ nên mua những cái nhánh chính thôi, nhánh phụ thì bỏ qua. Trong này là hẻm mô tô rất là rộng rãi, thoải mái. Trời đang mưa, cô chú anh chị ráng cố gắng xíu nữa nha. Nãy giờ là mình đi trên đường Đặng Thất mới 2 con hẻm thôi. Đây là đường 2 tháng 4 Nha Trang nè.
Đường 2 tháng 4 là con đường song song với lại con đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng. Ở đây là đường 2 tháng 4. Mình sẽ đi vào trong cái tiếp tục đi trên con đường hai đẳng cấp này. Mình sẽ rẽ vào những cái con hẻm. Nha Trang dạo này hay mưa lắm cô chú ạ. Trời đang mùa hè nhưng mà vẫn mưa. Thời tiết dạo này nó sao á. Trong đây có một con hẻm nhỏ nè. Nhưng mà hẻm đó thì không ăn thua, hẻm này nhỏ quá, ô tô vào không được. Ưu tiên những cái con đường mà có ô tô vào được thôi. Đây cũng hẻm nhưng mà hẻm nhỏ quá cô chú ạ. Ở đây nó có một cái con hẻm nè. Đó, hẻm này cũng rộng lớn cũng được. Ông sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị trên con đường đẳng cấp này nó có một con hẻm. Cái hẻm này thì nó sẽ thông qua với lại đường Hồng Trồng. Nên nó là cô chú anh chị cũng có thể lựa chọn con đường này. Từ đây mà đi ra bờ biển chỉ có khoảng là 200m thôi. À, đây là con hẻm nhỏ. Hẻm này thông với lại đường Hồng Trồng nè. Ở trong này thì có những cái căn apartment hoặc là homestay. Ở đây là nó sẽ thông qua với lại đường Hồng Trồng. Hẻm đây là cũng là cái hẻm ô tô cũng ok. Ông ưu tiên làm ở phía Bắc trước, bởi vì phía Bắc là phía Bắc Nha Trang là mình có thể mua được nhà 2 đến 3 tỷ, 3 đến 5 tỷ chứ. Đó, đây là đường Hồng Trồng của chú anh chị ạ. Hồng Trồng thì nó là trung tâm rồi, nó là trung tâm con đường sát với bờ biển rồi. Nhưng mà Hùng sẽ vẫn tiếp tục đi trên đường đẳng cấp trước cái đã. Mình sẽ target vào những cái con hẻm ở đẳng cấp trước. Đấy, mình sẽ tiếp tục đi vào trong những con hẻm đẳng cấp. Ở đây là có những căn nhà nó xây cũng rất là khang trang. Mình sẽ ngóc cái máy quay lên một xíu để cô chú nhìn thấy cho rõ hơn. Hùng biết là cô chú anh chị về Nha Trang ở thì chỉ thích gần biển thôi. Nên là Hùng không có dám làm những cái video mà ở xa. Ở xa thì cô chú anh chị không có coi. Nên là Hùng chỉ làm những con đường, những vị trí ven bờ biển thôi. Cách biển khoảng từ 300 đến 500 mét là được. Chứ còn xa quá thì chắc chắn là cô chú anh chị cũng không coi. Nên là cô chú anh chị thấy video này hay và hữu ích thì like, share, chia sẻ giúp Hùng nha. Trời đang mưa nhưng mà Hùng vẫn cố gắng làm cho nó xong. Cái mục tiêu của mình là 5 con đường ven biển, nãy giờ mình mới đi 2 con đường thôi. 5 con đường có vị trí gần bãi tắm chứ. 5 con đường có vị trí gần bãi tắm. Đây cô chú anh chị ạ, từ con đường này chạy thẳng qua bên kia là tới bờ biển và bãi tắm luôn ạ. Đây giới thiệu cho cô chú là con đường sát với bờ biển nhất nè. Trên tuyến đường đẳng cấp là con đường Bãi Dương nè cô chú anh chị. Đó, đây là đường Bãi Dương. Con đường này thì nhiều tiền lắm. Cô chú anh chị chắc mua không được đâu. Nếu mà mua thì mình mua với mục đích là để xây khách sạn là chính thôi. Ở trên con đường này nó gần với lại bãi tắm và mỗi lô đất của nó to lắm nên là cô chú anh chị mua không được. Trên này là nó sát với bờ biển lắm, bước qua bên kia là khoảng 50 mét là tới bờ biển và phải tắm rồi. Và con đường này là tự động tắt, nó có thể thông qua đường Hồng Trồng và thông qua với lại tòa nhà căn hộ Mường Thanh Viễn Triều luôn. Đây là tòa nhà căn hộ Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang của mình nè.
Đây là đường Hòn Trồng, nhưng mà mình vẫn tiếp tục phải đi trên đường Nạn Tắc cho đã xong hết đã cô chú ạ. Đây là đường Hòn Trồng. Con đường này là để cho cô chú anh chị mua đất để xây khách sạn loại là từ 3 sao cho đến 5 sao cô chú anh chị nhé. Chứ còn con đường Bãi Dương này nó to lắm, đất mỗi lô nó còn 5 đến 600 mét mà có lô cả ngàn mét. Mình mỗi ở đây giá ở đây nó rơi vào khoảng tầm 180 đến 150 đến 180 triệu một mét, thì mình không có mua để ở thì không được rồi, chỉ mua để làm khách sạn hoặc làm dự án căn hộ chung cư thôi. Cô chú thấy mấy cái lô đất nào, mấy lô đất được to như cái gì ấy. Bây giờ mình sẽ re lại với lại bãi tắm nè. Hai con đường mà có vị trí sát với bãi tắm ở phía bắc Nha Trang nhất đó chính là đường Nạn Tắc và đường Hòn Trong. Đây là bãi tắm của mình ở phía trước đây cô chú anh chị. Qua bên kia là bãi tắm nè, trung tâm bãi tắm nè. Rồi mình tiếp tục đi cho để hết trời tối với lại hết mưa cô chú anh chị ạ. Nói lộn, trời mưa rồi. Hôm nay là Nha Trang có lễ hội festival rồi cũng mới vừa bế mạc. Chứ lại là Nha Trang cũng đang là mùa hè nên là ở đây thu hút rất là nhiều khách du lịch ở đây. Về đây đông lắm cô chú. Đây là Hùng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị, đây là con đường Hòn Trồng Nha Trang. Thì con đường Hòn Trồng nó có vị trí sát với lại bãi tắm luôn, gọi là trung tâm bãi tắm đường Hòn Trồng được Nha Trang của mình. Về ở đây thì có nổi tiếng những là cái căn hộ chung cư Mường Thanh Vĩnh Triều Nha Trang của chú anh chị ạ. Trời đang mưa nên là video nó hơi bị mờ xíu, cô chú thông cảm nha. Con đường Hòn Trồng này thì có giá nó cũng rơi vào tầm khoảng 100 bèo bèo cũng 100 triệu một mét cô chú ạ. Con đường này là cái hẻm hồi nãy nè, hẻm Hưng Đạo. Mong sao ông trời ông ngừng mưa để Hùng quay phim cho cô chú anh chị hoàn thành nè. Ở trong đây là đường Hòn Trồng. Thì đường Hòn Trồng này nó sẽ có cái con hẻm này. Nó sẽ có con hẻm này. Cách biển khoảng 100 mấy mét á. Đây là con hẻm cũng tương đối rộng, ô tô vào nhưng mà quay đầu nó hơi khó một chút. Vào trong này thì nó hơi bị hiểm cục rồi. Nhưng mà trong này nó có những căn nhà cũng như là những cái homestay nó bự lắm. Đây trong này có mấy căn homestay nè. Tới đoạn này là đường hẻm đường cục rồi. Con hẻm này là nó rất gần biển nha cô chú. Khoảng cách biển với lại cách bờ biển đi có khoảng 150 200 mét thôi. Hẻm này thì ô tô vào nó hơi khó một chút. Vào được nhưng mà quay đầu đó hơi khó, hơi cực. Đây đi qua đây là chúng ta đã tới được cái đường ngay chỗ đây là cái đường 2 tháng 4 Nha Trang. Đường Hòn Trồng này nó cũng ít có cái lối rẽ lắm, không có nhiều lối rẽ như là ở bên Nạn Tắc hoặc là ở bên Bắc Sơn. Bắc Sơn thì nhiều lối rẽ hơn. Phía trước của mình là đường 2 tháng 4 nè. Đường 2 tháng 4 là đường dân sinh và đường cho dân địa phương bản địa, nó song song với lại đường Phạm Văn Đồng và đường Trần Phú. Mưa quá cô chú ạ. Nếu mà thấy video này hữu ích thì hãy like share chia sẻ giúp Hùng với nha. Thì trong đường Hòn Trồng này nó cái con hẻm hồi nãy mình rẽ vào là ở phía trước đây. Ngay chỗ cái tòa nhà An
Arura Group đây. Nó sẽ ra trong đây là nó sẽ có con đường là đường Nguyễn Khánh Toàn. Đường Nguyễn Khánh Toàn này là nó gần với lại bờ biển nha cô chú ạ. Nó sẽ có một đoạn là cho dân sinh và một đoạn là dành cho du lịch dịch vụ. Trời hôm nay mưa tầm tã nha. Đường Nguyễn Khánh Toàn. Đúng rồi, đây đây là đường gì quên mất mục tiêu rồi ta. Đúng là đường Cao Văn Bế, nhưng mà từ từ Cao Văn Bế tính sau đi. Nó sẽ có cái đoạn này để nhánh của đường Hòn Chồng nè. Nó kia như đây là cái nhánh của Hòn Chồng, nó có một số cái căn nhà ở đây. Nhà bán hoặc cho thuê. Rồi thế Hùng thấy có một căn nhà nó bán trên cái đoạn này là hôm sau Hùng xin Hùng review cho cô chú anh chị xem. Nó gần biển nhưng mà nó hướng Tây. Nhà này cái nhà mới vừa để bạn bán cho thuê đó là nó nằm ở hướng Tây. Hướng Tây là không có thấy biển nhưng mà gần với bờ biển và sát biển cô chú. Đã nữa Hùng sẽ review cho cô chú thấy cái căn nhà này. Mình còn hai con đường nữa thôi thì cô chú chờ Hùng xíu, ráng xíu nữa thôi là sắp xong rồi. Mình sẽ tới con đường tiếp theo là gần với lại bãi tắm nè. Ở đây là mình ra tới đoạn đầu đường Hòn Chồng rồi. Do trời mưa là nó tạt vô cái máy quay á cô chú, vô cái máy quay cái điện thoại nên là nó bị mưa nó mờ mờ chút. Bây giờ mình sẽ đi vào cái con đường là đường Cao Văn Bé cô chú anh chị nhé. Phía trước của mình là bãi tắm đường Hòn Chồng nè. Thì mình từ bãi tắm Hòn Chồng mà đi rẽ vào đường Cao Văn Bé này là nó gần với lại bãi tắm luôn. Để Hùng chờ chút, giờ là đi mấy chiếc xe này nó hơi chán đường xíu. Phía trước của mình là bãi tắm nè cô chú. Đây là bãi tắm. Thì bây giờ mình sẽ rẽ vào con đường Cao Văn Bé nè. Bãi tắm nha. Mình chỉ tính là đường mình chỉ tính là bãi tắm thôi. Đây là bãi con đường Cao Văn Bế này nó sẽ có những cái lối rẽ. Lối rẽ này nó sẽ lên dốc đại học Nha Trang đồ này nọ. Thì mình bây giờ là trời mưa quá nên là Hùng sẽ đi trên giống trục chính thôi, không đi là lối rẽ nữa. Cao Văn Bế này nó có những cái lối rẽ cũng gần biển lắm. Lối rẽ ở đây thì nó đi tùm lum hết rồi nên là thôi giờ mình cứ đi trục chính thôi. Cao Văn Bế này là nó sẽ bám theo cái tuyến đường là cái căn hộ chung cư Mường Thanh Viễn Triều này cô chú anh chị, nên là cái đoạn này nó cũng sầm uất lắm. Có những căn nhà mà nó bán ở đây thì cô chú anh chị nên mua bởi vì nó sát với bờ biển và bãi tắm luôn. Bên tay phải của Hùng là Mường Thanh Viễn Triều nè. Đây là giới thiệu với cô chú anh chị là đường Cao Văn Bế, điểm đầu của nó là với lại đường Phạm Văn Đồng, còn điểm cuối là đường 2 tháng 4 Nha Trang. Cao Văn Bế này nó có hai hướng phong thủy, đó là hướng Bắc và hướng Nam. Tới qua cái đoạn này là nó ít gần biển nhất, còn lên đoạn này là nó đoạn này là nó ít gần biển nè. Có những căn nhà ở trên đây thì đường xá nó cũng rộng rãi cũng thoáng. Giá đất ở đây thì nó rơi khoảng 50 mấy triệu hay sao, nãy Hùng có thấy trên mạng người ta đăng 50 mấy triệu một mét á. Đi thông thẳng một kia một xíu là mình ra tới đường 2 tháng 4, nhưng mà đường đang sửa nên là không thông được. Thì đây là con đường thứ tư và có vị trí gần với lại bờ biển và gần với lại bãi tắm. Gần với lại bãi tắm luôn. Đây là đường Cao Văn Bế cô chú anh chị ạ. Nó có sát với lại bãi tắm luôn. Nếu mình sâu vào trong đây thì nó cách biển khoảng 2 đến 300 mét. Ở cái đoạn đây nó có một cái căn nhà. Đây là cái căn nhà mà căn nhà này nó để bảng là bán hoặc cho thuê nè. Hôm sau mình sẽ review cho cô chú anh chị thấy. Từ đây mà đi ra biển có chút xíu thôi. Ra biển và bãi tắm.
hôm sau Hùng sẽ gọi điện xin review. Mình mua là với mục đích để ở nha cô chú, không phải đầu tư. Đầu tư thì ở đây mình không đầu tư được đâu. Đầu tư ở đây thì mình chỉ kiếm vài đồng thôi. Còn để mà lợi nhuận cao và kiếm giờ tiền tỷ là mình phải ra ngoài vùng ven Nha Trang, đã ven khoảng ở Ninh Hòa, hoặc là ở, nếu mà đầu tư là mình phải đầu tư ở Ninh Hòa với lại ở Vạn Ninh. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mình đầu tư. Còn ở Nha Trang là mới mua để ở và kiếm lời vài đồng để mình sống qua ngày thôi. Trong đường Cao Văn Bế này giờ bớt mưa rồi, Hùng sẽ đi vào trong cái hẻm này. Đây, hẻm này là nó, hẻm này nó gần với lại bờ biển nè, sát với bờ biển luôn. Dân cư trong đây là rất là đông. Hẻm này là hẻm Cao Văn Bế. Hẻm này là hẻm sẹt chín, hẻm này là hẻm sẹt chín Cao Văn Bế. Ở đây là những cái hẻm này là nó có vị trí sát với bờ biển luôn, sát với bãi tắm luôn. Đó. Con hẻm này là nó rất sát với lại bãi tắm nè. Những người ô tô là nó sẽ vào được trong tới tận và tới được tận trong đây đâu. À, đi ra đây là Mường Thanh Viễn Triều nè cô chú. Mường Thanh Viễn Triều, đây là những tòa nhà căn hộ Mường Thanh Viễn Triều nè. À, đi ra đây là tới bờ biển nè. À, phía trước của mình là bãi tắm nha cô chú. À, bãi tắm của mình ở phía trước đây ạ. À, đây là đường Phạm Văn Đồng. Mình chỉ còn một con đường nữa thôi, một con đường gần với bãi tắm Phạm Văn Đồng ở phía bắc Nha Trang đó, là Đoàn Trần Nghiệp. Đây ạ, Hùng sẽ ở trên đây là đây là đoạn đường Trần Nghiệp. Đây là đoạn Trần Nghiệp và bên này á là sẽ là cái khu du lịch Hòn Chồng, cũng như là gọi là Vịnh Hòn Chồng á cô chú. Đó, thì đây bên này là bãi tắm nè, chỉ cần bước qua bên đường kia là tới bãi tắm rồi. Thì đi vào trong đây là đoạn Trần Nghiệp, nó sẽ gần với lại bãi tắm nhất. À, thì con đường này nó cũng mệnh danh là con đường ăn uống kinh doanh sầm uất nhộn nhịp, phù hợp cho các bạn sinh viên là chính. Thì hôm trước Hùng có làm video là về dạy trọ trên cái con đường này rồi. Thì hôm nay Hùng sẽ đi lại, bởi vì nó có vị trí là gần với lại bãi tắm á, nên là Hùng sẽ làm lại. Thì cô chú anh chị thấy buổi chiều là trên đoạn Trần Nghiệp này nó rất là đông đúng không ạ? Hai bên đường có nhiều cái quán nhậu cũng như là quán ăn rồi phục vụ cho sinh viên đó cô chú anh chị ạ. À, nếu có điều kiện thì mình có thể mua nhà ở trên đây để mình cho sinh viên đầu thuê hoặc là kinh doanh mua bán ăn uống. Sinh viên thuê thì cũng không ăn thua. À, tới đoạn này thôi, đoạn này là dốc đại học Nha Trang rồi. Nên là đây là lên trường đại học Nha Trang rồi cô chú ạ. Nên đây là lên trường đại học Nha Trang. Nếu mà cô chú anh chị thích ở gần với lại sinh viên thì có thể lựa chọn trên đoạn này, bởi vì là trên này gần kinh doanh, gần với lại sinh viên á, dễ kinh doanh mua bán và dễ kiếm tiền hơn. Sống gần sinh viên là mình kiếm tiền từ sinh viên, mình ở rồi vừa ở vừa kiếm tiền sống qua ngày rồi cho vui. Ở đây là đường Nguyễn Đình Chiểu, đường này là thông xuống khu du lịch Hòn Chồng nè. Nãy giờ trời mưa ướt quá cô chú ạ. À, bên này là có trường đại học Tôn Đức Thắng nè. Ở sau lưng Hùng đi ngược lại, bên này là bên này sẽ là trường đại học Nha Trang nè. À, đây là Tôn Đức Thắng. Mỗi năm đón hàng ngàn sinh viên. Thì cô chú chị mà mua nhà mua đất ở trên này á, nó cũng có gần với lại bãi tắm cũng như là gần với lại bờ biển và gần với lại sinh viên á, thì mình kinh doanh mua bán sống qua ngày rồi nó ngon, cũng ngon. Có sinh viên nhưng mà ủng hộ thì mình cũng nhiều, tại vì ở đây một lượng sinh viên rất là lớn luôn.
nó mỗi năm là đón hàng triệu sinh viên. Đây là cầu vượt của đường Phạm Văn Đồng nè cô chú. Đứng đây là buổi chiều là mình sẽ nhìn thấy Phạm Văn Đồng rất là đẹp luôn. Ai không tắt xe máy cái nè. Đây, đứng đây là mình sẽ nhìn thấy là đường Phạm Văn Đồng nè cô chú ạ. Đó. Và nhìn xe một xíu là mình sẽ thấy bờ biển và bãi tắm nè. Đó, đây là bờ biển và bãi tắm đường Phạm Văn Đồng. Do trời mưa nên là Hùng kéo Hùng zoom ra là nó sẽ bị mờ. Và đây là tòa nhà căn hộ chung cư Mường Thanh Vĩnh Triều nè. Đó. Và đây là hướng đi thẳng về là phía bắc Nha Trang và núi Cô Tiên cũng như là ra bến Du Thuyền nè. Còn hướng này là sẽ mình đi về bên trung tâm Nha Trang nè. Bên đây là đường Phạm Văn Đồng. Đây là cầu vượt. Đây là cầu vượt nè cô chú anh chị. Đó, và bên dưới đây là sẽ có cái khu lấn biển, chỗ này là chỗ vị trí tương lai làm công viên cho phía bắc Nha Trang của mình. Công viên bờ biển rất là rộng lớn luôn. Đó, bên dưới là đường Phạm Văn Đồng. Và đi theo cái tuyến này khoảng tầm 200 đến 300 mét nữa là các nhà hàng hải sản ở phía bắc Nha Trang của mình là nằm trên tuyến đoạn này nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mình tiếp tục đi xuống dưới đây là mình xem cái đoạn đường đó, là xem cái chỗ là khu du lịch Hòn Chồng, rồi xong đó mình kết thúc video này cô chú anh chị nhé. Nhớ like, share, chia sẻ video này giúp Hùng với ạ. Cảm ơn cô chú. Nha Trang của mình buổi chiều là rất là đẹp và lung linh huyền ảo luôn. Đó, bờ biển của mình ở phía trước đây nè. Đó, tầm khoảng 400 mét thôi là mình tới bờ biển luôn. Đó, để Hùng lấy xe máy Hùng dẫn cô chú anh chị đi. Đây là người ta gọi là cầu vượt nha, cầu vượt đường Phạm Văn Đồng. Đó, thì cầu vượt này là chiều chiều là sinh viên hay đứng đây để ngắm biển lắm cô chú ạ. Đó, thì video này rất là mong là có thể giúp được cô chú anh chị hiểu hơn về phía bắc Nha Trang và những con đường có vị trí gần với lại bãi tắm ở đường Phạm Văn Đồng, đường Hồng Thồng Nha Trang cô chú anh chị nhé. Mong là cô chú anh chị biết đường để mình lựa chọn được những căn nhà, những vị trí của mình nó phù hợp với lại cái nhu cầu cũng như là tài chính của mình. Giới thiệu với cô chú anh chị, đây là khu du lịch Hòn Chồng, còn gọi là Vịnh Hòn Chồng Nha Trang của mình. Thì hồi nãy Hùng có chỉ cho cô chú anh chị thấy á, buổi tối là nó như thế này, còn ban ngày thì thu hút rất là nhiều khách du lịch, đông lắm cô chú. Ở đây bán vé mười mấy 50.000 một vé. Vịnh Hòn Chồng nằm trên đồi đây. Đây là quán cà phê, nếu mà cô chú anh chị mà ở đây á, là cà phê buổi sáng sớm á, nhìn cái Vịnh Hòn Chồng của mình rất là đẹp luôn. Nhìn cái làn nước trong xanh mà thấy mê luôn, làm say đắm lòng người luôn á cô chú ạ. Bên dưới đây là cũng có một cái quán cà phê Hòn Chồng bên dưới đây nữa nè. Ở trên và ở dưới cô chú anh chị theo hồ mà chụp hình chết đi sống ảo luôn. Đi ra tới đây là tới bãi tắm nè. Cái bãi tắm này là hồi nãy Hùng chỉ cho cô chú á. Mình lại về cái điểm xuất phát ban đầu rồi. Rồi đến đây là Hùng chân thành cảm ơn sự yêu mến của tất cả quý cô chú đã theo dõi, ủng hộ Hùng. Thì sau này là cô chú anh chị tắm là sẽ tắm ở tại đây. Ở đây là nếu mà những ngày thường á, không phải là ngày rằm âm lịch á, thì nước nó sẽ rất là trong và rất là đẹp, nhìn rất là long lanh. Nhưng mà những ngày nào mà nó như là những ngày rằm âm lịch á, tính theo ngày âm lịch á, thì nó sẽ nước thủy trùng triều nó sẽ rút xuống và nó sẽ trơ trọi ra những cái san hô như thế này. Thì mình có thể đi theo những cái san hô này mình bắt ốc rồi cho vui cô chú anh chị ạ. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video lần sau, và nếu thấy hay thì hữu ích hãy like, share, chia sẻ. Đồng thời là những cô chú anh chị bên Mỹ thì xem video nhiều của Hùng nhiều hơn, hoặc là nếu mà không xem thì mở video cày view ủng hộ Hùng giới để Hùng có tiền đổ xăng, có động lực YouTube trả tiền video để Hùng có động lực Hùng đổ xăng nhiều hơn và Hùng đi quay cho cô chú anh chị nhiều hơn nha. Cảm ơn cô chú. Tại view ở bên Mỹ là nó sẽ nhiều hơn ở bên Việt Nam cô chú ạ. 1.000 view bên Mỹ thì có thể 4 đến 5 đô, nhưng mà 1.000 view ở Việt Nam thì chỉ có 1 đô hoặc 2 đô thôi.